Rồi, ừ. ok, rồi anh em chạy đi. Ôi, ê, nó đây rồi, nó đây rồi. Ở với ông lão nào? Ở với ai ở đây? À. Bữa này ra cho này ở. Bữa này nó ở đây rồi, ông ơi. Trời đất. Ở với hai cha dưỡng gì? Với hai ông dưỡng đâu rồi? Chụp lại bằng chứng. Chụp lại làm bằng chứng mới được. Ông có làm gì em không? Ông hồi sáng giờ ông đi làm rồi, em mới vừa đi dọn mộ của mấy người xung quanh xong mới vừa về nha. Trời đất. Bữa nay công việc em đi dọn mộ hả? Em thấy mộ người ta cây cỏ nhiều quá em mới đi dọn mới về nè. Trời đất. Rồi cuối cùng là vẫn đi dọn mộ, làm nghề dọn mộ hả? Thì dọn cũng lai gai vậy mà, dọn cỏ cho mộ ra thắp nhang cho người ta vậy á. Thì nói chung là cuộc sống cũng sống lai gai vậy thôi à. Trời đất, nó ở một cái chòi ở rừng không bông quạnh như vậy, ở cùng ông lão à. Con bé này này nhìn thấy có một ông lão ông chuyên đi bắt chim, có phải đừng nói với anh là em lại ở đây với ông ấy nha. Ông làm công việc gì em cười cụ thể thì em không có hỏi tới, nhưng mà nói chung là một ngày ba bữa ông lo cho em không có thiếu gì trơn á. Bây giờ ông đi đâu rồi? Ông đi đâu em cũng không biết nữa, chắc là ông đi kiếm gì cho em ăn á. Anh thấy nay ông xách cái lùng chim đi đâu vậy? Thấy ông khổ lắm. Ôi, em làm gì? Ôi. Giờ ở đây đàn ông không em ơi? Ở đây đàn ông không à? Ôi. Ngứa quá, mới dọn mộ ngứa lắm, em phải cởi ra. Em cái gì? Em phải cởi á? Ôi giời. Cởi ra, trời ơi. Ngứa quá, chứ đây mới dọn mộ rồi đó. Tôi để mấy hai ông về rồi, em làm hành sự. Ôi. Em cởi ra luôn. Gì mà em vừa gặp anh Thanh thì em lại thấy ngứa rồi. Ôi giời. Cởi ra. Anh Thanh chết rồi. Ôi. Trời đất. Nó ở đây nó cứ lão ở với mấy ông lão như vậy là rồi mấy ông lão ghiền nó sao trời. Các ông quay các ông gặp trường hợp này bao giờ chưa? Chưa bao giờ gặp trường hợp. Ôi giời. Phải gãi cái này ông chắc phải suy thận thôi em ơi. Rồi hai cái ông lão U80 đã suy thận với em chưa? Dạ, ổng hết chết rồi, ổng có làm ăn gì được đâu. Chủ yếu là ổng ôm ngủ với lại, ổng bắt mình này, dập mò hoài. Dập cái gì? Mỏi tay cũng chết chưa? Dập cái gì? Mỏi tay à. Đừng nói với anh, tối nay em lại ngủ ở cái chòi ấy nha. Chứ thì ngủ đại chứ biết làm sao giờ, chứ chỗ đâu em ngủ giờ. Ông vô ông coi cái khạp có cái gì không? Ôi dồi ôi, em ngủ gì mà ngủ trên đống rác thế này. Ừ. Ủa, gì đây? Cái đồ này làm gì đây? Tắm à? À chứ bây giờ nè, cô nhiều chú trên kênh anh tụi anh á hay bỏ hỏi là em có thiếu bếp ga gì không hay là cái gì không, chú cho kìa, chú cho tiền mua kìa. Nhỏ này múc nước để tắm cũng được. Em. Dạ. Em có thiếu vật dụng gì không? Để chú mua cho. Chú Mạnh Thường Quân. Cho tiền mua. Nói chung giờ chỉ còn thiếu cái mền để em đắp thôi chứ cái gì sống cũng được. À mua mền hả? Em quen rồi. Vậy sắm cho em cái bếp ga ở đây cho em nấu ăn ha. Nhưng mà ở đây thì đi kiếm thêm mấy cái bạt để che cho nó kín đáo một tí. Ừ, kín đáo rồi tối nam nữ ấy chứ, để đây người ta thấy hết. Người ta thấy hết em ạ. Nhìn em thế này là anh cũng không chịu nổi đâu. Ôi cái mỏ kìa, ôi cái mỏ kìa. Cháu gặp bọn anh mà nhìn mặt buồn vậy. Đâu có đâu, em mới đi làm về em mệt á. Em đi làm gì? Em mới đi làm mộ cho mấy cô chú xung quanh nè, đằng kia kìa. Người ta có trả lương cho em không? Có trả tiền công không? Nói chung á thì mình không có đòi hỏi, nhưng mà lâu lâu mấy anh chị cô chú cũng hay ra đây thăm em á. À. Người ta ra đây ra hỏi thăm em sao sao rồi, nói chung á là người ta có cái gì cho em ăn nấy à. Cái này cái trò này em có cùng với ổng dựng không? Thấy có vẻ như là đẹp đấy. Ổng từ lúc em không biết là do ai dựng, nhưng mà ổng dắt em lại đây ngủ tạm vậy nè. Rồi cuối cùng ổng có làm gì em chưa?
làm gì được đâu, ông bắt mình dọc dọc không mà, ông bắt mình dọc dọc đó. Dọc dưới nào, miêu tả cái nào? Ông bắt mình dọc dọc hoài tối ngày, em có làm gì được đâu, có làm ăn gì được đâu. Ý của em chỉ mò thôi đúng không? Đúng rồi. Chán vậy. Trời đất. Thế giờ em có muốn ai giúp em không? Giờ mình giúp làm sao giờ? Ở đây có anh Thanh, anh Vô Mạnh. Ừ. Anh Trình cũng mạnh đấy đó. Không, anh yếu. Nhưng mà em phải tìm cách làm công việc khác chứ, suốt ngày đi cắt cỏ ở mộ rồi. Mấy lần em bị ma nhập rồi, nhập gọi hồn các kiểu rồi mà. Thế sao bảo là đi kiếm cà phê làm rồi lại không đi được? Ừ, làm nghề quán cà phê đỡ đi. Hay là chưa có vốn? Bây giờ có chiến dịch rồi, không còn làm được nữa. Chán rồi à? Ừ. Bây giờ em không biết làm gì để em sống nữa nào. Giờ em gầu lắm. Sao rồi? Chứ bây giờ cái môi trường cà phê là cái con đường hy vọng của em mà giờ có chiến dịch đóng cửa hết rồi. Thì bây giờ em sao em không đi lấy chồng đi? Lấy ai bây giờ? Nói vậy thôi nhưng mà bọn anh đăng clip lên nhiều anh hỏi xin em số điện thoại em. Hay là giờ tiện đây anh cho em số điện thoại trên em đọc lên nhá. Có anh nào mà muốn em thì liên hệ trực tiếp cho em luôn nhá. Được không? Trai chắc kiểu đó người ta làm phiền em dữ lắm thôi, ngủ không có được. Em sợ người ta. Chứ những anh không người ta làm phiền á. Những anh người ta thương em thích em thật lòng sao? Lúc đó tính sao ơi. Mà thấy em. Em ngồi em gãi hoài. Em bị ngứa hả? Xong từ một cô gái bắn rong, bắn hoa mà bây giờ là đi cắt cỏ luôn rồi. Người nó ngứa hết rồi. Ủa, cái ông lão bẫy chim ấy, nãy anh nhìn thấy già ấy, khoảng bao nhiêu tuổi? Em có cũng hỏi tuổi ổng, nói chung là ổng cũng tốt, ổng lo cho em ăn ba buổi, nói chung ổng cũng không có thiếu thốn gì cho em, chắc ổng đi kiếm gì cho em ăn rồi đó. Nhưng mà em không biết ông khoảng bao nhiêu à? Đoán. Dạ không, khoảng chừng gần 60 gì đó, em cũng biết tầm độ đó à, nhìn cũng gần 60 à. Tại đi làm thuê làm mướn thì nhìn thấy nó già thôi. Hôm bữa ổng nói với em cũng gần 60 à. Nhìn thấy tóc ông trắng xóa. Vợ ổng mà biết em ở đây, ổng có chừng ghen đấy nha. Ủa mà sao thưa kỳ, anh đang thắc mắc này. Nãy anh gặp ông, anh hỏi xong anh đang tính móc điện thoại anh quay ông ấy. Xong mặt ông hầm, ông chửi ông không cho quay nha. Ông dữ lắm mà em nói chung là ngoài cái việc ổng đưa cho em ăn thì em ăn ra, cho em uống thì em uống ra, em không dám hỏi ổng gì trơn á, ông dữ lắm. Ông dữ lắm, đừng có hỏi gì ổng trơn á. Mà nãy anh nhìn thấy em ở đây rồi, nhìn thấy em từ xa rồi. Xong rồi tính là kéo mà nó không chửi. Đâu có cái gì trong này đâu, móc ra coi. Cho bà con các bác khán giả xem đi, mở ra. Móc ra. Ừ. Cái này trong gì đâu. Nó dùng này không? Cái này là cái đồ để em dọn mộ làm cỏ đó, lưỡi hái nè. Đâu, mở ra. Có khăn nè. Có hàng cấm như này không? Đâu có gì đâu, có dao người dao để cắt đồ ăn nè. Nhang nè, với bao tay rồi thôi, không gì đâu. Con này bên đây nó... Đâu, ông kiểm tra coi. Mở ra, bắn ra, các khán giả khăn nhau. Ông kiểm camera, camera nó xem. Ui giời, sao có nhang thế này? Sao có nhang thế này? Nhang này. Nhang để đốt cho mấy người khuất mặt á. Tâm linh đúng không? Vậy là mỗi lần em làm dọn mộ cho ai là em phải thắp nhang trước ha. Ừ, thắp nhang cho người thơ. Ủa, mấy ông có thấy cái điều gì khác không? Sao? Hình như con hổ dạo này thấy nó trắng là sao không? Đúng không? Ừ, làm cỏ sao nó trắng vậy? Ừ, làm cỏ sao trắng vậy? Chắc là uống ăn đến sinh hoạt cái nước này sao? Ê, cái nước này... Ủa, cái nước ở đây đừng nói với anh là tối em tắm. Ừ, em tắm ở đây nha. Không có đâu. Em lấy cái nước mưa em tắm á, nước mưa trong sạp á. Cái nước mưa trong cái chung gì? Rồi em uống nước nào? Uống này hả? Nước này à? Có ổng mua nước cho em uống á, ổng đi mua đồ ăn rồi ổng đi mua nước cho em uống lát cũng về tới giờ á. Thật không? Ừ. Trời ơi, bé xinh xắn quá. Bé xinh quá. Ừ. Nhìn nó cứ hiền thế nào nhỉ các ông nhỉ? Con này Nó cá hết cả nước. Ủa mà anh đừng có thắc mắc này. Sao cuộc đời của em lại cứ thích mấy ông già nhỉ? Sao kiếm trai trẻ mà cứ thích mấy ông toàn U60, 70 rồi U80. Có khi chứ U90 hết đát mà vẫn còn thích. Thì nó cứ nghĩ là... Không biết đâu, phải tại mấy ông tốt với em tốt lại gì á. Tốt lắm à? Kiểu như bạc trên, tốt. Bạc dưới, tóc bạc ở dưới cũng bạc luôn ấy. Tốt như thế nào em có thể kể cho anh biết được? Thì nói chung là ổng cũng lo cho em, ổng lo cho em chỗ ăn chỗ ở, ổng không có để em đói.
chứ bây giờ em cũng không biết phải đi đâu, bây giờ chỉ có nương tựa vào mấy ổng thôi chứ em cũng không biết phải đi đâu để mà sống nữa. Nhưng mà em có sướng không? Sao? Em có sướng không? Em ý của anh Thiện nói là em sống với ông em có sướng không? Ý là sung sướng á. Nói chung á, em không phải động tay động chân gì hết nhưng mà em cũng phải kiếm công việc làm chứ em không có để gì hoài được. Ý anh Thiện hỏi là em sống với ông em có cảm thấy hạnh phúc hay là sung sướng gì không ấy? Em muốn đi kiếm việc làm, kiếm hoài không ra, giờ không biết đi làm gì nữa. Vậy là ở với ông ấy cũng chán luôn. Em muốn đi làm kiếm tiền. Bây giờ có công việc gì làm chỉ em đi. Bọn anh thì nhưng mà chán làm cỏ nè, chán làm cỏ ở nghĩa địa nghĩa trang này. Em muốn đi làm kiếm tiền. Kiếm tiền hả? Mà sao em ăn mặc mát mẻ thế này? Ừ, mà sao em ở cái chòi này mà em ăn mặc mát mẻ vậy? Thì đồ em mặc nào giờ mà chứ em muốn mặc giờ em biết mặc cái gì bây giờ? Đừng nói với anh là em ở cái chòi rách này em ăn mặc mát mẻ này để cua mấy anh lao động ở đây nha, mấy anh nông dân làm cỏ ở đây nha. Chứ em hết đồ để mặc rồi mà em giờ chỉ còn mấy đồ này không à. Đâu ra em ngồi kế cái khạp coi, em ngồi kế cái khạp coi. Em ra em chui đầu cái khạp coi. Dạ. Em ra coi cái khạp em nuôi con em gì. Em tắm ở cái khạp đó hả? Hằng ngày em tắm như thế nào đâu? Em nhảy vô đó hả? Thôi đâu có đâu, nước mưa á, nước mưa có khi là trời mưa hả, em không cần tắm trong khạp, tiết kiệm nước trong khạp không ra ngoài nước mưa em tắm mưa á. Anh đang thắc mắc này, có khi nào em em chui vô trong cái chum em tắm không? À không, chui chẳng không tắm đâu. Hôm gà trời cũng đổ mưa đó, em ra ngoài mưa em tắm nè. Em tự em tự căng cái bạt này để em thay á hả? Ừ. Bé này giỏi quá ta. Nói nhưng mà sao em đang thắc mắc là sao em không đi làm công ty xí nghiệp đi, lương tháng 5-6 triệu cũng được, sao lại không đi làm công ty? Em không có giấy tờ. Không có giấy tờ hả? Ừ. Không mà sao em kiếm được cái chỗ hoang vắng này em sinh sống cũng hay ý nhỉ. Mẹ ông dắt em đi chứ em cũng đâu biết gì đâu. À, mẹ ông dắt đi à? Ừ. Tính là đi đâu là em theo đó. Đúng rồi, mẹ ông đi đâu em đi theo đó không à. Tối nay phải ập vào để coi ra ống ra sao. Mà sao hôm bữa em hứa với bọn anh là tối để bọn anh ập vào kiếm em mà bọn anh đến đâu có thấy em đâu. Mấy ông dắt em đi vòng vòng đi dạo á. Úi dồi, đi cái chỗ đấy thì dạo gì em? Không lẽ dạo dạo nghĩa địa, dạo từng mộ á? Em không biết mà lúc đó là mấy ông dắt em đi rồi hỏi em ăn gì không, sợ em đói thì dắt em đi ăn, dắt em đi ăn xong rồi mua đồ cho em uống rồi khuya lắm rồi mới về nên tối em không gọi cho mấy anh được, sợ mấy anh ngủ á. Về xong có làm gì không? Lúc đó hồi mấy ông nằm xuống ông mệt rồi ông ngủ trước em hết rồi. Mà sao mấy ông già thích đi chơi thế? Em đâu có biết đâu. Mấy ông đi ngủ em đi ăn nhậu với mấy ông bạn của ổng ở gần đó đó, ở cách cũng chừng cây mấy số đó rồi đi nhậu xong rồi mấy ông xỉn chào queo rồi mấy ông đi về với em lúc đó về khuya rồi đâu có gọi mấy anh qua được đâu. Mà đi là đi chung hết luôn à? Đúng rồi, đi chung hết. Vậy là một ông bên trái, một ông bên phải. Một ông nắm tay trái, một ông nắm tay phải dắt đi luôn. Có đâu, đi bình thường chứ có nắm tay gì đâu. Rồi nói chung đi chẳng đi đó, nhậu xong rồi mấy ông xỉn chèm mẹp luôn rồi. Hôm qua ngày hôm sau mấy ông cũng đâu có đi làm đâu. Mấy ông ở nhà không có nhà chơi với em nguyên cả ngày á. Đây là cái rồi mua đồ ăn vô rồi mua mồi mua bia lại chỗ đó nhậu thêm phát nữa. Cái gì thêm phát nữa? Nhậu á. À. Nhưng mà sao nghe có chú kia nói em sẽ chuẩn bị về làng Nũ để làm gì đây? Hả? Em về làm nũ để em cứu bão lũ à? Em mới nghe có người giới thiệu cho em là có công ăn việc làm đó. Bây giờ mùa mưa này nè, đi xuống chứ là phụ quả nuôi tôm nuôi cá gì đó cũng có tiền. Nói chung là em cũng chưa biết tính sao. Em dự định là mai mốt đi xuống miền Tây lận kiếm tiền á. Rồi chừng một thời gian sau rồi lên lại. Em khoảng bao nhiêu tiền? Muốn khoảng bao nhiêu tiền? Nói chung giờ có làm có tiền là mừng rồi. Bữa đó là bà nói, bà chủ bà nói bà trả cho em luôn coi chừng 3 triệu, 3 triệu rưỡi gì đó. Là bà bao cho em ăn ở, bà kêu em xuống đi. Mà em định hai bữa nữa em xuống này mà em không biết làm sao. Thì em có làm không? Em chịu không? Em
nữa, chịu nữa không nè, bây giờ em cũng biết làm sao nữa. Cô bác nói em khán giả coi, cô bác nhận xét là em lười làm, em có phải lười làm không? Không có công việc để em làm chứ đâu phải lười đâu. Có, bây giờ anh chưa gì anh đã nghĩ ra công việc cho em. Công việc gì vậy, công việc gì vậy? Nếu như có công việc em khỏi phải đi xuống miền Tây chỉ em với mấy anh chị em với. Đây này, khu đất trống này em làm sạch cỏ này, trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, đất của người ta, đất của người ta đâu có được, người ta đuổi đi rồi đến lúc đó mấy con vật mình nuôi cái không biết bỏ đâu lỗ rồi sao? Thì không được khỏi nuôi thì làm cỏ trồng những rau bán được. Chồng hơi không có ăn, em muốn làm mà có tiền. Vậy là làm biếng gì nữa? Không, em muốn làm có tiền thì em lại làm cái đấy. Em không có biết trồng rau, em thích đi ra ngoài làm kiếm tiền gì có luôn á. Thế chỉ có cái nghề của em thôi, cái nghề của em ra tiền thôi. Đúng không? Vậy là em muốn mở quán cà phê đúng đèn mờ đúng không? Để anh kêu anh gom tiền anh cho anh mở cho em. Nhá. Anh thay anh mở cho em. Được không? Tốn nhiều tiền lắm đâu phải muốn mở đâu. Rồi cái ông lão đi nãy giờ sao chưa thấy về ta? Khoảng mấy giờ ông về biết không? Em cũng không biết nữa, ổng nói là ổng đi kiếm cái gì cho em ăn với mua nước cho em uống đó. Rồi đã ăn uống gì của ông ấy chưa? Hả? Đã ăn uống cái gì của ông ấy chưa? Ông ấy mua đồ ăn, mua cơm, mua đồ ăn cho em ăn không gài lắm mà. Mà sao em không trả ơn cho ổng mà ổng vẫn chịu được? Ổng có làm ăn gì được ở đâu, thì nói chung là ổng chỉ cần có người bầu bạn nói chuyện thủ thỉ với ổng thôi chứ ổng đâu có cần gì nữa đâu. Tức là bầu bạn tuổi già, thủ thỉ tuổi già thôi đúng không? Trời. Biết đâu lâu lâu cũng được tí chứ sao? Ổng không có làm gì được hết đó. Rồi ông không làm được thì em làm thay ông ấy luôn. Hả? Em chỉ giúp đỡ ông ấy chứ. Nói chung là ổng hết rồi, ổng hết đát rồi, ổng không có làm gì được hết trơn á. Chê à? Vậy em lợi dụng tình cảm của ổng đúng không? Đâu có đâu, ổng do ổng làm không được, chứ phải mình không cho đâu. Thì ông mà làm không được thì em phải giúp ông ấy được, bằng được. Nhưng mà em chịu mấy cái? Không biết nữa. Đâu rồi, không thôi anh Thành với anh Thiện vô thử đi. Anh là phải 200 cái mới được. Chưa gì mà nó đã mùi thẳng luôn rồi. Này chắc tôi nghĩ là chắc con này nó vã ám rồi. Nó vã ám rồi tôi. Đó là coi chừng mấy ổng ổng về ổng khó lắm, ở nhà ổng không có chịu quay đồ này kia đâu. Ổng chữ chết á, cẩn thận coi chừng ổng về á. Trời, bọn anh đi đông này mà sợ ông nhá. Cưới không? Bây giờ anh tổ chức đám cưới cho em 28 tuổi với lại ông lão 70 tuổi nhá. Hay là bọn ê thôi kìa, hay là bọn anh tổ chức đám cưới rồi hãy chọi cho em luôn được không? Em mua đồ về bọn anh trang trí cho. Chơi không? Một cái mâm đồ ăn được rồi, mâm đồ ăn hoa mâm. Quả. Chỗ này ok đấy. Rồi bọn anh kiếm thêm cái gì nhỉ? Cái ghế tình yêu bọn anh lắp ở đây cho em. Ừ. Hay là về tham khảo ông trước đi nhỉ. Về hỏi coi được không? Ok không? Nó đang nói gì? Sao? Coi chừng ổng về ổng chửi chết đó, ổng thấy không? Ổng thấy là quay ổng về ổng không làm gì mấy anh chứ là ổng về ổng chửi em á. Sao em phải sợ ổng vậy? Có gì đâu em phải sợ. Coi chừng ổng về á. Nhưng mà ổng dựng cái trò này ngon thế nhỉ. Trò này mà lợp lá lên thì trò này mà đẹp ấy. Ông nấu ăn quá tuyệt vời. Cái này là lợm ve chai á, xong ổng chết nó chốt lại đó. Quá ngon. Vậy là làm ẩm thực cũng được đấy, cho em làm ẩm thực đi. Em hỏi biết... thật đi, có bác khán giả hỏi em có biết nấu ăn không kìa. Em có biết nấu ăn không? Sao biết nấu ăn? Em không biết nấu ăn đâu. Học chứ đi. Em về em chăn lợn cho ăn đi. Nhà anh có mấy nghìn con lợn. Mỗi ngày cho nó ăn này, ăn cho nó đi. Em cứ nhìn ai đấy. Cẩn thận coi chừng ông về, ông khó tính lắm. Ông về ông chửi em á. Chửi gì? Em khát nước hả? Em khát nước không? Thôi để anh đi lấy đồ cho em ha. Bây giờ thôi em cứ ngồi đây đi. Để anh ra cốp lấy mấy suất quà cho em nha. Ngồi chơi đi. Chừng nào ông về hay. Ừ. Là sao cho anh hỏi sao dạo này nhìn nuột nà vậy? Nhìn trắng là vòng nào ra vòng đấy ha. Sao? Này nó
tôi giống như nó thiếu thuốc không ơi. Nó đang thèm không? Đang thèm đấy. Cái môi cong 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 này. Chắc thiếu thuốc rồi. Trời cũng sầm tối, anh em mình đi về đi. Ừ, đi về đi. Về, về, về. Để anh em mình đặt máy rình 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 nó coi nó với ông lão làm sao. Tối anh em mình sẽ quay lại. Ừ. Lần này không để thoát được nữa, lần này phải tối này phải quay lại. Để tôi lắp camera quay lén nữa. Ừ, ông đặt cái camera quay lén đi. Đừng đừng cho nó nghe thấy nha. Ừ. Đừng cho con này nó nghe thấy, nó nghe nó thính lắm. Tai con này nó thính lắm. Đây, anh em mình sẽ kết thúc video đây nha. Có gì mọi người chia sẻ video mạnh mẽ để cho nó tìm được ba mẹ nó nha. Cảm ơn.